ngày hôm nay, rồi vấn đề mà lo con cháu, chỉ biểu những điều hay, rồi những lẽ phải. Con cầu chúc cho gia đình con, vợ chồng con với mấy con mấy cháu hết tròn một năm hạnh phúc, mà ăn phát tài, may bán đắt. Con cũng chúc má được nhiều sức khỏe và sống lâu trăm tuổi như con cháu. Con cũng lì xì má giúp đỡ nước đựng nuôi dạo sức. Con sống lâu trăm tuổi. Thưa má, cái ngày thì tụi con trước tới đây cũng lúc nào cũng qua thầy mẹ xa nữa là con bà, rồi cái gì thứ hai nữa là mừng thọ má thì không gì hơn số tiền của mỗi người gửi đến má nó cũng không có gì to tát, nhưng mà một chút để là tưởng nhớ cái lòng thành của tụi con, và hy vọng rằng là má sẽ nhận được cái phần này, tất cả đều nhận hết. Thôi đầu tiên con cũng kính yêu má một chút quà. Cảm ơn vợ chồng con với gia đình con được mạnh khỏe đầu năm tới cuối năm, phần ăn phát tài nhung. Năm mới năm tới cho mẹ má chúc nhiều chút xíu. Rồi cảm ơn má. Rồi mời thành viên của gia đình của bà Hai Ngộ vô tiếp tiếp. Rồi. Trước con đến con có thầy với ông ngoại cố rồi sao nữa, con có chút quà nhỏ gửi cho ngoại. Dạ cầu chúc cho gia đình con, vợ chồng. Bởi vậy sợ về luôn. Nó có thời gian không phải mẹ chứ. Rồi làm miếng chính. Đó vậy. Thôi thôi. Mà lấy cái ổng cái chén lệch kìa. Con mẹ cảm ơn con nhung. Mẹ cầu chúc cho con vợ chồng con cái được. Trời ơi đắng quá hả con. Giờ người tiếp theo. Ngoài chúc con vậy là mừng rồi chứ còn quà đắt đông lắm mà gia đình thứ hai đông lắm. Dạ. Tài may bán đắt. Dạ. Dạ. Con cảm ơn mẹ. Dạ. Ngoài cảm ơn hai vợ chồng con. Chụp hình đắt này có bảy. Rồi alo kết thúc gia đình của thứ hai Quyền là còn ai nữa không? Còn ai xin? Rồi chào Phan, còn cháu nữa, đây mới cha mẹ giờ tới phần cháu rồi, mấy cháu cứ bước vô chút thọ cho bà cố bình thường vô. Chuẩn bị mời gia đình thứ ba, mời gia đình của bà Hiền, rồi giữ cái thành viên tiếp tục của bà Hiền đó, mình từ từ mình lên để chúc thọ bà họ ngoại thăm thử thời gian. Kính mời bà Hiền. Rồi tới gia đình của cậu ba nha. Rồi cái đó bây giờ mới chọn bao thư vậy? Bên kia kìa, bên phim bên kia. Bây giờ mới chọn bao thư. Chọn thôi cho không quay nha. Dạ, ảnh trước màn hình là gia đình của ông Ba Hiền. Thưa má, là hôm nay là cũng như là 2000 cũng như là năm 1
tâm tí. Thì vấn đề cái vấn đề tụi con tụi cháu là cũng là mừng được má được sống được với con cháu đến ngày hôm nay. Rồi vấn đề mà lo con cháu chỉ biểu những điều hay rồi những lẽ phải, thì cái công ơn đó sinh thành thì không nói rồi, thì vấn đề cũng phải là nhắc đến cái sinh thành rồi đến cái giờ chỉ điểm dẫn dắt tụi con lên người thành đạt đến ngày hôm nay. Thì con không biết có gì hơn thì cũng chúc là má được sống lâu trăm tuổi, được trường thọ với con cháu sau này. Rồi vấn đề ngày hôm nay thì con có gì thì vấn đề cái lọc đầu năm, cái lọc đầu năm để con để gửi kính má là vấn đề như cái tấm lòng của tụi con, thì kính má sống lâu trăm tuổi để với con cháu sau này. Cái này là vấn đề cái tụi con là cái vấn đề thành tâm chứ đâu có gì. Mà vậy má cảm ơn mời má của năm mới, năm cũ sang năm mới. Má cũng cầu chúc cho gia đình con, vợ chồng con với mấy con mấy cháu hết tròn một năm hạnh phúc, mừng ăn phát tài, may bắn đắt. Dạ, con kính má dùng con. Không lâu còn cơ tâm tuổi con cháu. Con nuôi được không? Con nuôi nổi. Con nuôi nhưng mà con góp chút sức được. Người chút xíu công sức. Thôi bà nội cảm ơn dạ, con. Dạ. Bà nội cũng cầu chúc cho con và chồng con phát tài như vậy. Không được. Dạ. Con làm đâu được đó. Dạ. Cái chuyện là cái chuyện qua hết rồi. Dạ. Giờ hên đi tới. Dạ dạ. Dạ. Rồi cảm ơn nội. Khỏe. Dạ. Thiệt hay giả đó. Coi thiệt hay giả đây. Nhiều dữ vậy năm mới con về. Bởi vậy. Không phải là vấn đề nhiều ít nhưng mà cái tấm lòng của con cháu. Cái lời tính chứ không phải của mày không. Alo, tại vì có ba gì còn ai nữa không? Bây giờ tới phần của thứ năm. Alo, tới phần thứ tư là con của người thứ tư. Rồi kính mời đại diện gia đình của người thứ tư. Rồi đây. Hạn chế câu giờ nha, mỗi người chỉ có một phút để về ha. Đại diện của gia đình người thứ tư. Cũ bước sang năm mới thì con kính chúc bà ngoại và gia đình sức khỏe. Thì bà ngoại con lâu trăm tuổi. Trời ơi, cái làm phim kia mà nó còn không tha kìa. Ở đó là cái bãi chung nhật. Chúng ta nhà gia đình người thứ năm. Năm cũ bước sang năm mới con chúc cho gia đình và đầu năm tới giữa cuối năm và đặng sẽ những thành viên của gia đình người thứ năm chuẩn bị vô ha, tranh thủ thời gian bây giờ tới 8 giờ tối sợ không đủ thời gian nha. Vợ chồng con với mấy con mấy cháu con tròn một năm hạnh phúc. Cảm ơn má cháu mà mấy con cháu tiếp tục mời gia đình của người thứ năm mình từ từ bước lên tranh thủ thời gian. Thôi con việc chơi được rồi con đi mà nhã xa xôi. Dạ thôi thì cái vụ xa xôi mấy như là
trăm sống lâu trăm tuổi, nhiều sức khỏe, lúc nào cũng sống vui sống khỏe với con cháu. Dạ, con nha. Dạ. Hai đứa con giỏi. Con tên này. Dạ. Mình giỏi. Mình ăn con. Dạ. 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 Ngoài gia đình thứ năm làm được lên. Năm mới thì cho nó mau rồi. Mở cho mau. Và đầu năm thì tụi cháu có chúc lộc đầu năm để con kính dâng lên bà ngoại để gọi là cái lộc của con cháu để giờ bà ngoại hưởng cái lộc của con. Cảm ơn bà mẹ con có cho rồi. Dạ. Con cũng phải chung sống chung với mẹ con mà. Sao dạ. Ngoài cảm ơn con nhung. Năm rồi, sao dạ. Hello. Gia đình thứ năm còn ai không? Dạ sao đi. Qua mày. Rồi. Bãi đạo chưa có. Bãi đạo chưa có. Diễm rồi. Có người đã diễm rồi. Có ngày cái vú đã là rồi, chắc là kết thúc gia đình thứ năm. Giờ là tới gia đình thứ sáu. Mình thấy hình như gia đình thứ sáu bận công tác xa thì không có ở đây địa phương. Thôi mời gia đình thứ bảy đi. Rồi, gia đình mời gia đình thứ bảy. Mời đại diện gia đình thứ bảy đến trước đi. Thứ bảy có mà. Ồ thứ bảy nghỉ hả? Thứ bảy chủ nhật nghỉ. Năm mới đó giờ thì con cũng chưa có là dịp nào mà mừng tuổi má thì thôi nè, nhân dịp năm mới con cầu chúc má năm mới được mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi với con cháu để mà dạy bảo chỉ bảo con cháu. Thôi năm mới thì con cũng có cái phần là nhỏ nhỏ dễ dàng để coi như là để má làm cái niềm vui của tuổi già. Dạ. Cái này mới đi sao không thấy bao thơ cho nó là chuyển khoản. Chuyển khoản. Có không có. Ủa bây giờ cô nhỏ này bác kia mẹ. Ủa bây giờ mẹ. Ủa bây giờ mẹ. Gọi là sức khỏe thì giàu thôi. Mày đi. Mày đi. Mày đi. Mày đi. Mày đi. Mày đi. Rồi tiếp tục còn cháu nào của gia đình thứ bảy thì còn cái cháu đi lên gặp bà nội trong cái dịp này. Nhiều khi rồi mai mốt mà mình nằm cái nắm tiền ở trong tay đó mà mình không điểm tiếp xúc với bà nội rồi. Alo, bây giờ kết thúc với chương trình người thứ bảy, giờ mời gia đình của người thứ tám nha. Kính mời. Quá tội nghiệp ông đại truyền ông quá gia đình đông quá lòng với nhà tụi con tụi cháu điểm mình đủ rồi. Rồi có rồi có sò xè có nhiều quá sò xè có nhiều quá hả dạ trời bác yêu trốn luôn á mà kêu hoài mà không lẽ không lên kêu hoài năm tới là phải có lời ha. Má năm cũ biết sang năm mới con cũng chúc má được nhiều sức khỏe và sống lâu trăm tuổi như con cháu. Con cũng lì xì má chút đỉnh đừng mua giọt sức. Má cảm ơn con đi. Có lẽ là thôi đi. Sao thôi được. Rồi vậy là xong nè. Alo, dạ kính mời thành viên gia đình thứ 8 mình lần lượt mình lên. Hết rồi. Còn nhiều lắm. Ơi. Nhiều lắm. Con
chơi với tiền tiền giang anh. Châu quá sao thế chứ. Giờ về được hả? Sức khỏe sống khỏe vậy. Năm nào cũng khỏe mạnh. Rất là mạnh. Rồi cầu chúc cho gia đình con ba mẹ bệnh được mạnh giỏi, với vợ chồng con mình giỏi, được tròn một năm hạnh phúc, mình ăn có tài nha con, mà đâu được đó là đổ mồ hôi dữ rồi nè. Con tay thưa bà cố nè. Thưa bà cố sống lâu năm tuổi. Rồi kết thúc của nhà đình tương không chắc hết rồi ha. Cháu ghẻ, cháu ghẻ. Cháu cháu ghẻ, cháu ghẻ. Thứ 8. Hiểu, hiểu. Phan, Phan, Phan con, Phan. Quay tụi bay gì đâu quay lưng. Phan đi. Còn cháu ghẻ nữa. Dạ. Hiểu rồi, con lên đây chơi được rồi. Năm nay là tụi con không? Phan. Dạ, dạ. Cái quà đó của ông Hiếu, đúng rồi. Không á, nhưng mà vấn đề tụi nó đây đại diện cho ba rồi. Chứ là con chúc bà, sau á là con chúc ngoại lại mấy cô với cậu mấy gì luôn luôn chờ sức khỏe. Dạ, sống bao trăm tuổi với là con cháu. Dạ. Cái này là con mừng thọ ngoại. Đây là cũng cảm ơn con nha. Chúc cho con được mạnh khỏe nha. Chừng nào con có niềm vui cho bà. Dạ, chừng nào con có vợ rồi con sẽ mời ông thầy. Ủa, gia đình thứ tư, gia đình thứ tư giờ này tới muộn mà cũng chưa muộn nha. Thằng kính mời gia đình thứ tư. Trung hợp, đưa trung hợp. Quay đây, trung hợp thôi. Đưa cho bà ngoại. Thằng kính mời gia đình thứ tư cũng lên mừng thọ cho má nha. Bây giờ nội dung thì gia đình thứ tư cũng có đại diện rồi. Nhưng mà thiếu cái gia chủ nó cũng mất phần ý nghĩa. Kính mời gia đình thứ tư. Chế, chế, chế. Mình về đi. Cũng cho gia đình thứ tư vô mà mình tuổi thọ má đi. Rồi cái phần không tính sao cũng sao hết. Kính mời. Rồi gia đình thứ tư tới trễ nhưng mà có thành ý thì cũng được thôi, không sao hết. Kính mời gia đình thứ tư. Giờ già sức khỏe, sức khỏe là quan trọng nhất. Má phải giữ gìn sức khỏe nha. Tặng má hộp sữa nè, má uống tặng má bồi dưỡng nha. Nha, má cảm ơn con. Ở đây người ta đi hiện vật, hiện kem rồi. Con thơ nữa, trời ở đây, nãy giờ đây nó buồn hết rồi. Rồi nhà đình thứ tư, thôi vậy đại diện cho trong nhà, cảm ơn nhà đình thứ tư. Alo, mỗi sự trong chờ là gia đình Út, giới thiệu gia đình người thứ 8, kính mời có một người gọi gia đình. Đây là gia đình thứ 9. Thành viên tiếp tục theo mình chuẩn bị ra đây. Vui trong năm mới, rồi năm tới rồi gặp các con, các cháu trong gia đình này nữa em. Rồi, hôm nay cảm ơn con. Dạ. Hôm nay cũng cầu chúc cho con, gia đình con em. Dạ. Là trước nữa là vợ chồng con, sau nữa vợ chồng con với mấy hai đứa cháu. Đâu, đâu rồi, dừng chưa? Đâu rồi, dừng chưa? Bây giờ em học cho được thành tài. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh, này nó bỏ ăn cùng luôn không? Rồi, mày thành viên tiếp tục bình luận. Tiếp tục. Ba mày đâu? Đó, tiếp tục. Sống chỉ cần sống vui vẻ mạnh khỏe là tụi con vui rồi. Thôi ngoại mừng cho con nha.
mẹ cảm ơn con nha. Đáng lẽ cái này là con cũng không có được cái này nữa. Bạn cũng được cho con mà con cũng cho đau, xin đau là khó nha. Cho phát tài. Còn Hiếu thì được học cho được thành tài nha con. Dạ vậy con mời. Vậy mẹ uống đi. Đi rung mừng nha, chừng nào tao uống mà đi rung mừng mày á mới cơ. Mới mừng nha. Con tranh thủ ngoài ơi. Con lo kiếm lắm ngoài. Tranh thủ đi, tụi con tranh thủ đi. Dạ. Ông ngoại còn mạnh giỏi vậy ngoại mới đi được. Dạ. Chứ ngoại già rồi mày không có đi được nha. Dạ dạ. Rồi gia đình Út mình còn ai nữa không? Hết rồi, xin trước khi má có đưa lời đối với tất cả con cháu gia đình thì cá nhân con xin nói thế này, thì má hôm nay là cái ngày tổ chức những cái buổi tờ lễ gọi là mừng xuân, nhưng mà kèm theo cái mừng thọ của má thì sự của tất cả con cháu có mặt tại đây cũng dâng lên má một chút quà gọi là ý nghĩa cả đó, thì má vui lòng và nhận giùm tụi con với các cháu. Đồng ý là nó không có nhiều mà gọi là nó quá, nhưng mà nói lên cái tấm lòng là biết ơn của trước là ba má rồi với tất cả mấy anh là lo cho là con là cháu của má nên mang cái thành đạt cho này, thì má nên hãnh diện và nhận phần đó. Alo, bây giờ xin được kính mời má có đôi lời nói với tất cả con với cháu chúc và lời cũng được, kính mời má. Cảm ơn mấy con từ thứ hai cho tới thứ chín còn có tấm lòng để còn mà nhớ mà má, chẳng may là ba con ông mất sớm thì giờ má cũng đây là cũng như má hưởng cái phước này, tụi con giờ cũng còn nhớ má là tụi con đây cũng như là ta hiếu cho má. Má cảm ơn, cảm ơn hết tất cả mấy con với cháu luôn. Đề nghị mình tập trung là trước sau mình chụp một bôi hình kỷ niệm đi, rồi sau này mình gửi lại mọi gia đình là một bức ảnh để gọi là kỷ niệm cái ngày hôm nay ha. Rồi các thành viên ngồi vô nha. Theo thứ tự đi, theo thứ tự đi. Theo thứ tự 2, 3, 4 đi, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Mình người nhà mình có gia đình hết mà. Anh vô đi, em chụp xong rồi em gửi Zalo cho anh. Rồi rồi rồi. Vô luôn đi. Rồi rồi rồi. Mình vô hết luôn đi. Anh vô đi, anh vô đi. Rồi rồi rồi. Ok ok ok. Dừng camera. Trời, tôi vui với thận á. Nữa. Preview.